câu cần thủ. Con này 5 cân. Cuối tuần làm con này đi ăn thì thôi rồi. Con một con to một con nhỏ, nhìn thân của nó dài. Bây giờ mình sẽ làm thịt nó. Nó chưa muốn ăn thịt cơ, to quá thì không muốn ăn thịt. Cục khiếp, nhìn lưng rồi phải to thủy quái thủy tinh. Cho mẹ bạn nhìn nhé. Wow. Kiếp. Mình phải bê ra ngoài thì nó mới hoành tráng được. Xem nó cầm cỡ bao nhiêu. Ê, chờ một tí nha, mình bê ra ngoài. Đây, à, đây là thành quả của mình. Con gà còn đúng mặt mình luôn, nhìn chưa? Đấy, sau một ngày chiến đấu, con này 5 ngày ăn hết. Và mình cứ đặt tạm thời nuôi ra trong bồn tắm đó. Là thịt con này nhỏ đó. Đây là một đám giếc rất nhỏ, sẽ ăn thịt con này à, ướt hết nhà rồi. Đấy, đây là thành quả sau một ngày chủ nhật, sau buổi chiều chủ nhật câu được con cá. Con này 12 cân. Ấy các bạn xem này, to không? Ấy một con chép bé tẹo, một diếc bé tẹo, một con chép, nó to bằng gần một cái bồn tắm, dài gần một cái bồn tắm. Ấy vẫn sống, à. Đây là thành quả ngày hôm nay, tôi sẽ bê lên cho mọi người xem nhé.